không biết phải tím không Mica ngủ. này, tím không ngủ nó ra bông rồi này. Bông nhưng mà ra bông này. Nó ra. Nó ra bông rồi á. Rồi để là nó ra trái luôn á chứ. Em quay để em hỏi gì đấy nhá. Ở cái tầng kia người ta cũng trồng nhưng mà vú sữa lò rèn. Dạ. Cái để cười lên cao tít ngất Trường Sơn mấy mét. Rồi. Cây mỗi lần lên mẹ nó cực lắm. Đúng rồi, lấy cái bao. Em tính này để khoảng độ tầm mét này thôi em cắt. Rồi. Toàn phun ra. Cái đó là ngon đó, nó sẽ xẻ ra. Cái đây xẻ ra đẹp này, thấy không? Đây cái đó xẻ ra đẹp này. Rồi. Lúc mà ông để ra ngoài đồng á, cây mà nó cao quá là lúc đó là phải đi lấy lốp xe rồi chằng chéo từ lưa hết á. Đúng rồi. Đấy, đang tính lên khoảng tầm này thôi. Là cái đọt này, nó cái những cái cây đó đọt cái nó cho lên tầm này thôi, xong mình cắt một phát nó sẽ xẻ ra. Rồi. Xẻ tán ra. Bây giờ á là em cầm cái kéo em sửa cho anh cái cây này nha. Cái cây này cắt là không có uổng nha, em chỉ. Sửa đây để sửa cho ông cây. Như vậy cắt sẽ uổng. Thì cũng đổi thật. Nhưng mà thì em xem mình cái trồng rồi nó cao lắm, nó cao lắm. Đây, nó cũng như tất cả các nguyên lý các cái cây khác. Khi mình cắt tỉa sao, mình cắt tỉa cái này là anh cũng uống, anh kéo nó ra nha. Anh uống rồi. Nguyên lý y như mấy cây khác, những cái cành tăm, cành nhỏ đá chút xíu này. Những cành nhỏ xíu đây mình bấm. Những cái lá chân ở trong này mình dọn bước nó nhỏ lại, mình bấm. Rồi, cái này này, thấy không? Đây, kéo ra. Còn bây giờ á, là thí dụ như anh muốn nó xè tàn ra mà nó thấp, thấy không? Bấm ngay chỗ này. Đây, ví dụ như em bấm thử một bấm nha. Rồi. Đấy, bấm nghe này thì bắt buộc cái cành này nó sẽ nó to ra, đâm nó xè ra vào đây. Xong rồi cái bắt đầu mình bấm nữa. Nó bấm y như là bấm mai vậy đó. Ví dụ như cái cây này cũng cái cây này anh kéo ra được, anh kéo. Rồi. Đó, anh kéo ra, anh giữ nó bên này, anh kéo ra, anh giữ ra. Đấy, thấy không? Anh hạ nó xuống là kéo nó ra. Kéo nó tàn ra, như này là ok này. Cột nó. Đó, thí dụ như cái này này. Cái này á mà không bấm á, thấy không? Là mai mốt cái này nó lên cao dữ lắm. Đúng. Cái này không bấm á lên cao. Rồi, thì bây giờ tàn nữa đi, bấm cái này đi. Lên tàn nữa này, anh bấm ngay vô khúc này này. Rồi bắt đầu anh giữ, anh kéo những cái tàn đây ra. Những cái tàn bự, lựa những cái còn những cái cành nhỏ, những cái đây ví dụ như đang bị bệnh nhỏ này, bấm luôn. Bấm cho nó không có sao hết. Rồi. Đó, chờ cái tàn này lên, bấm ngay cơ này, hoặc là cơ này tùy anh. Rồi, thì bắt đầu những cái nó chỉa ra. Uống éo nó cũng như mít thôi. Bấm đi cho mấy cành cái tuôn ra, cho nó tuôn ra nữa. Cái này nó lợi hơn mít cái là khi anh bấm, thí dụ như anh bấm ngay đây đúng không? Thì thằng này nó sẽ chỉ ra đây. Rồi. Chỉ ra khi anh bấm nữa cứ anh xây vòng tròn như đó. Hiểu. Như cây ổi cũng vậy á. Y như kiểu thằng này em thấy bên kia cũng thế, nó lên cành này không nên tới ngất. Mà cái này mình phải sửa lại mới được. Sửa đúng rồi. Cao vừa trái không có, mà hai là nó cao trèo nó cực lắm. Lúc đó là đi chống chọi mệt lắm. Cây này rất là năng sức. Nhưng mà ví dụ như nó đu một cây 400-500 trái là chịu không nổi. Rồi. Cái trái nó anh cứ được ba lạng. Em cũng đang tính là nó cho nó cao tầm để em sửa. Sửa nó sòng tròn hết lại. Cây vú sữa mì cao là nó phát triển nhanh cực kỳ. Đang. Mấy cây ổi anh đang trồng vậy, nhá không? Mấy cây ổi này anh bấm thấp hết xuống là tự nó xè tàn ra. Cây ổi này của anh đang chống trái thôi, gọi là trồng ăn chơi thôi chứ không có bán hả? Chỉ trồng gọi là sau này